Thưa quý vị, hôm nay đã bước sang ngày thứ ba Đà Nẵng thực hiện giãn cách toàn thành phố theo nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ thị số 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là biện pháp mạnh được thành phố áp dụng để có thể ngăn chặn đà lây nhiễm nhanh chóng của biến chủng Delta hiện nay. Về cơ bản, người dân Đà Nẵng đã nghiêm túc chấp hành và các đơn vị địa phương cũng linh hoạt trong triển khai để điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Từ áp dụng chỉ thị 16, khi Đà Nẵng là tâm dịch vào tháng 7 năm ngoái, nên lần này, khi thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách mạnh hơn để ngăn chặn dịch, người dân Đà Nẵng cũng đã thích ứng nhanh và tuân thủ các quy định giãn cách. Lượng người ra đường đã giảm rõ rệt. Các trường hợp được phép di chuyển cũng đảm bảo giấy đi đường đã ban hành. Chuẩn bị là giấy đi xác nhận của cơ sở, cơ quan để đi lại thuận tiện cho công việc của mình. Cứ nói cái việc khó khăn đi kia thì bao giờ cho dập dịch được. Thành ra cái việc làm này tôi thấy rất cần thiết. Để mà toàn dân đều đoàn kết để chống dịch, để dập dịch càng nhanh càng tốt. Theo ghi nhận, qua ngày thứ ba triển khai chỉ thị 05, các địa phương đã duy trì nghiêm các chốt kiểm soát để kiểm tra các trường hợp ra vào địa bàn. Hôm nay là ngày đầu tuần, các cơ sở sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp hoạt động lại nên lượng công nhân đến nhà máy khá đông. Tại phường Hòa Khánh Bắc, địa phương đã phối hợp phân luồng để đảm bảo giãn cách khi công nhân vào khu công nghiệp Hòa Khánh. Phường cũng xác định phải có cái giải pháp, đó là phải nhận diện. Nếu mà công nhân thì đề nghị với công ty là sẽ cho công nhân, yêu cầu công nhân là mặc đồ đồng phục của công ty đi làm và phải đeo thẻ, thì qua chốt thì chúng tôi để kiểm soát nó dễ hơn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi chủ yếu là chốt kiểm soát những cái trường hợp mà ra khỏi địa bàn thì chúng tôi kiểm soát rất là chặt. Để nếu mà phát hiện có vi phạm thì chúng ta xử lý để răn đe. Là ngày đầu tuần, lượng người ra đường dự kiến sẽ đông hơn. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã yêu cầu các đơn vị địa phương cần chuẩn bị trước để không bị động, đảm bảo mục tiêu cao nhất là giãn cách. Kiểm soát ở đây là dứt khoát không để tập trung đông người. Vì mục tiêu của chúng ta là không cho tập trung đông người. Mà chúng ta mà vì xử lý một vài cái giấy đi đường mà chưa rõ để dẫn đến cái việc mà tập trung đông người là không đúng. Trong những trường hợp đặc biệt cần phải xử lý thì phải linh hoạt, không may mắn. Đà Nẵng đã từng có kinh nghiệm triển khai cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên lần này thành phố áp dụng biện pháp cao hơn, mạnh hơn và cũng linh hoạt hơn. Thực tế triển khai thì các địa phương cũng đã có sự chủ động và linh hoạt nhất định, như quận Thanh Khê bố trí các chốt cứng, chốt mềm phù hợp. Hay quận Liên Chiểu đã huy động các lực lượng công an hưu và học sinh phổ thông để tham gia hướng dẫn tại các chốt kiểm soát. Thì cái cách thức chúng ta huy động lực lượng và tổ chức như thế này thì tôi đề nghị ở các cái địa phương khác công chí cũng lên nghiên cứu và phát huy. Rồi cái việc công chí lập các cái tổ giám sát theo các cái chức năng quận giám sát, phường giám sát, tổ dân phố vân vân, thì những cái việc như vậy là tôi đề nghị là công chí chúng ta phát huy. Chỉ trong khoảng 3 tuần, Đà Nẵng đã ghi nhận gần 800 ca mắc COVID-19. Tốc độ lây lan nhanh cùng với nhiều chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao phát sinh đòi hỏi phải làm nhanh và làm mạnh hơn nữa. Hơn lúc nào hết, thành phố cần sự cùng đồng lòng của người dân trong việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để sớm ngăn chặn được COVID-19.